bắt ở đây là cái bên từ đây nè, từ đây là chỗ này đi, xuống dưới lặn đi, xuống dưới lặn thêm mấy con đi. Có nghĩa là mình đã đi về rồi nhưng mà mình thấy bên này quá nhiều luôn, cái mình quay lại mình bắt. Hello, xin tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh vi của mình nha. Hôm nay thì cậu cháu mình sẽ tiếp tục trải nghiệm một cái cuộc bắt ốc nha cả nhà. Ở đảo mình rất là nhiều loại ốc đó mọi người, chứ không phải là riêng cái ốc này. Đó. Thì nếu cả nhà nào mà đã từng xem mình bắt ốc thì rất là nhiều loại nha. Có gì bây giờ mình sẽ cùng với cả nhà đi trải nghiệm cái ốc này nha mọi người. Đây, cậu cháu mình sẽ bắt đầu đi bắt ốc mọi người. Có rất là nhiều chỗ nha. Hôm nay hơi bị nhiều rác quá. Ồ, có mấy cái trái gì đây vậy? Trái bàn hả bên? Ồ, này trái bàn nè mọi người. Quá trời trái bàn luôn. Này ăn được không mọi người? Nhưng mà không, cái trái này rớt xuống đất rồi đâu ăn được đâu. Ý là mấy đứa nhỏ ở đây nó nói là mấy trái này rớt đất rồi ăn dơ mọi người. Nhưng mà ý mình nói là cái trái này là vẫn ăn được nha. Nhưng mà mình ít khi ăn cái màu này lắm. Cái màu vàng mình ăn nhiều hơn nè. Nó ngồi trên cây nè. Đó, cây bàng bự ghê. Trái nhiều lắm. Bữa nó rớt đầy đầy chân phải không? Này rớt đầy đầy luôn hả? Nhóc luôn. Đi bên này. Bắt cái này được rồi bên. Từ đây nè, từ đây chỗ này được bên. Mà mình sẽ cùng với thằng cháu mình bắt ở gần đây nè mọi người. Nhóc này nè. Rồi thử con này con. Xuống đây bên. Rồi con. Kìa có kìa bên. Ốc gì đó mọi người. Bắt đi nha, cậu qua bên đây coi. Để mình đi qua bên đây nè mọi người. Bên đây cũng ốc kìa. Mấy con bò nhiều quá ta. Quá trời ốc luôn. Nè. Giờ đầy nước. Nhiều quá vậy. Hôm nay ốc ra gì đó mọi người. Đây, ốc này mình đã từng bắt rất là nhiều ở bên cái chỗ khác. Tại vì mình hay đi xung quanh hồ mình lắm. Này, thấy không? Ốc rất nhiều bỏ vô đây. Bắt con này nè. Qua đây nè. Trời, nó nằm trong đây sao lấy mình? Sao khịu ra ta? Tay mình nhỏ, tay mình bự. Rồi vô túi trong luôn. Chà, khúc này nhỏ dữ trời. Đây đây. Ngoài này gì đâu mọi người. Giờ này thì ốc nó ra rất là nhiều không cả nhà. Bỏ vô thùng đi bên ơi. Giờ này ốc nó ra rất là nhiều nha cả nhà. Bắt ốc này giống như là đi hái nấm vậy đó. Mình đâu có biết đâu. Rồi nó ra nhiều ghê không. Quá trời luôn. Đây nè, lấy chỗ này nhiều nè bên đây. Nhiều lắm cả nhà ơi. Giống như là mình đang đi hái nấm gì đó. Nhà thấy không? Loại này rất là nhiều nha. Ốc nhiều ghê. Không có chỗ đựng luôn, hết tay đựng luôn nè. Nhiều ghê không? Mới bắt chút xíu mà đã vô đây nè cả nhà. Ủa chỗ này có không ta? Đây là cái sàn của người ta mọi người. Lúc trước ở đảo mình đó là họ xây bằng cây cối mọi người. Nhìn rất dơ.
Bây giờ họ làm sàn hết trơn rồi, nhà nào cũng làm sàn hết, có cái đắp nền nữa mọi người. Ê, trời trời, nhảy chút té chưa hả? Rồi lặn đi. Ui, vô đây coi nè. Giờ để ở đây, để bỏ vô trong cái thùng đi. Đó, mới bắt cái đó mình nhiều phải không? Quá trời nắng rồi mọi người ơi. Thằng cháu nó đang lặn rồi mọi người. Ờ, chỗ này nắng ghê. Hôm qua mưa dữ quá trời luôn. Giờ mình đang đi kiếm ốc mà. Lặn có không? Cháu đang lặn đây mọi người. Đang lặn để kiếm cái ốc không? Mình ít lặn đó mọi người ơi. Tại lỗ tai mình hơi bị vô nước nhiều quá nên mình không lặn như người ta được. Mình giờ mình sẽ đi bắt ốc tiếp nha. Đó, một con. Trời, trơn. Quá trời. Trời, cục đá đó mọi người, coi mọi người xem nè. Đó, ghê chưa. Lên hai nắm tí rớt rồi. Có cái con gì đây đẹp đi ta. Wow. Ồ, đây có con bự nè. Cho mọi người thấy nè. Mọi người thấy không? Ghê chưa? Xuống nước luôn. Mấy con bọ này á, câu cá ăn nhảy lắm mọi người. Cá ăn dữ lắm. Đây có con bự nè. Chạy đi đâu? Vô đây. Khu này ốc nhiều ghê lắm. Đây nè, vô trong chỗ cái mấy hè này có lắm. Ô, gì ông ba? Ơ, gì? Đó. Ô, ốc nè. Mấy con. Ô, đợi chút nha. Con chú ngoại thăm. Mấy con lại thấy điện chạy nhanh kìa. Ốc quá trời nhiều luôn mọi người. Nằm trên cái tường này gió quá trời luôn. Sẽ bắt trên cái tường này. Chưa. Nhiều ghê. Cái đây mọi người. Cái đây nè. Có không? Giờ này nó bò ra nhiều lắm cả nhà. Loại ốc rồi nè. Giờ nó bò ra quá trời luôn. Hả? Con gì? Bắt đi. Đâm đi. Con cháu mình nữa con ghẹ cà chà bá luôn. Để con thử đâm lên được không? Đâm lên coi. Có không? Cháu của mình nó lặn qua bên kia, cái bên đây nha mọi người. Nó con cua này chạy vô hang rồi. Phải chi mình có mấy cái thằng kia đi theo nữa, mấy thằng nhóc kia theo nó bắt cua hay lắm. Thôi mình đi cả nhà ơi. Vô. Lên đây cả nhà ơi. Mấy con bò này á, câu cá biển ăn ghê lắm mọi người. Nó ăn cá nó ăn dữ lắm. Thảy xuống là cá đá tớp đớp liên tục. Mấy loại nè. Đó, ghê không? Nhiều lắm á. Ông nói đó là nãy sáng cái chuyện thứ nhất. Vậy hả? Đi xuống dưới lặn đây, xuống dưới lặn thêm mấy con đây. Lặn không? Sao nãy giờ kêu Bảo chạy về dưới lấy cái mắt kiến trời. Con Bin bắt ốc đi, giao cho nó lặn đây bên, cho nó lặn khúc này đi. Khúc này cua gì đó mọi người. Sáng mới đứa cháu mình nó đang đi công việc á. Đi công việc kia nhà nó. Ghê hả? Nóng hả? Ghê hả? Bên cho lặn đi bên. Chút nữa mình lặn.
đưa cho Di lặn kiếm vàng cua đi. Cho lặn đi. Ốc nè, ốc khúc này gì đó mọi người. Nó bắt kìa. Thôi, cờ ốc gì? Ốc cờ là ốc bi á mọi người. Ý, quá trời nè. À, giờ nãy ra mấy con bự mà trời. Giờ này nó ra mấy con bự không mọi người. Thằng gọi đây đi. Có đậu nành uống không kìa, đậu bảo. Uống đậu nành không kìa. Rồi khúc này gì đó mọi người. Quá trời ốc luôn. Mình sẽ đi hái nấm. Ốc này như là nấm vậy đó. Nhà thấy không? Ồ. Đó trời ốc. Quá trời đang bảo ơi, chỗ này nhiều lắm đang bảo. Có mấy con làm kẹt khó lấy quá. Có mấy con làm kẹt khó lấy ghê luôn. Thôi chịu ướt đi. Tao cậu cũng có muốn ướt đâu. Nè dưới chân con nhóc mày bảo. Mẹ đi. Bắt đi rồi về mấy cậu cháu mình ngâm nó. Cái này về mình sẽ ngâm nữa nha mọi người. Nó tâm viên cũng được. Để luôn đi. Thì chiều đó, chiều cỡ 3 giờ đi được không? 3 giờ đi mình ngâm cho nó ra mới chắc dơ. Giờ lấy nước gạo ngâm. Khúc này cũng có hào nữa mọi người. Này là ngốc sông Kinh. Ốc sông Kinh. Quá trời ốc luôn. Cái tuần này nó nhiều lắm. Tuần này giờ nó ra mọi người, nó hay nằm trong mấy cái khe nè. Giờ nó ra nhiều lắm. Con mắt ngoài đó nha, cậu bắt ra trong này ha. Ở đây mấy đứa cháu mình nó bơi lặn giỏi lắm rồi mọi người. Đây có mấy con ốc bự nè. Quá trời bự luôn. Thấy mọi người thấy cái đảo cực khổ ra, mỗi lần mua đồ ăn nước uống là những chiếc xe như của những cái chị này nè. Đó, xe trái cây rồi rau quả đó lum chân. Thôi giờ mình qua đây bắt ốc đi, bắt cho nhanh mọi người, giờ nó ra nhiều lắm để không kịp á. Tại vì ốc này á là nó ra giờ này rất là nhiều, mình tranh thủ bắt cho lẹ đi để không là nó vô trong là hết luôn. Nó ra cũng mau mà đấy. Đây này, thấy không? Trời ơi mấy con bò đâu quá trời. Ở trên bờ á, thì có mấy ốc ở với mình nói lại ở trong ba cái ruộng này kia là có ốc. Ốc đó kia còn ở đảo mình thì nói chung là ở biển. Ốc rất là vô vàng và nhiều. Hết ốc rồi. Rồi hết ốc rồi. Có không bên? Có không? Cái gì vậy? Hơi chân. Ra tận cháu. Thôi, lấy con lấy chi nữa. Ăn ngán chết. Nào. Bắt lại giờ cũng nhiều lắm mọi người, cũng bụng nha. Rất là nhiều chứ không ít đâu. Đây bên kia nhiều luôn cả nhà ơi. Mình bắt ở bên kia, giờ mình qua bên hông bên đây. Nghĩa là mình đổi chiều quá. Bên đây cũng nó cũng ra nhiều nè mọi người. Ốc giờ này ra quá trời luôn. Ốc ra nhiều ghê. Bắt ở khúc kia đi, bên đây. Còn bắt khúc này chưa? Chà, chỗ này nó ra đóng nè. Quá trời ốc luôn mọi người. Bắt lại đi. Giờ nãy ra nhiều ghê không? Bữa trước mình đi bắt nước cạn đó mọi người. Nên ốc nó ra cũng nhiều nhưng mà không ra bằng như thế này nè. Nó ra lẻ tẻ đó. Bây giờ mình biết rồi, nước lớn nó sẽ ra nhiều hơn. Ý coi những cái sông. Bỏ vô bên. Đem mà
bắt đi. Rồi coi nó bắt được rồi đó. Đi bên đây, qua đây nè. Ít lắm, không biết lắm. Có bao nhiêu chưa? Wow. Ê, quên chừng đó. Xong không đánh. Chà, ở đây có con bự mọi người ơi. Bắt được con bự rồi nè không? Nhỏ ăn mới ngon, dốc bự ăn ngon rồi thành. Đi. À, cho nó có kìa Vin, đó, khúc đó. Ủa, con này quá trời luôn nè Vin. Đó, để nè. Nhóc luôn. Ốc gì mà ốc mới được không? Thôi bỏ đi, ốc nó nhỏ xíu xíu. Ốc mới nè. Bỏ đi bên đây. Để ốc bự vậy mới bắt nó. Ý, lỏ đây ra đây Vin. Bóc đây ra nè. Có ốc bự nằm đây không? Cái nào dưới cái phao nè. Bỏ đi. Ừ. Đây bây giờ mình dời qua bên kia đi, bên kia ốc. Cái này ốc cũng nhiều nè. Ra cũng nhiều rồi. Bây giờ mình đã đổi địa điểm mới mọi người ơi. Mình đi qua cái chỗ này nè, mình bắt. Ồ, con này cũng còn nhỏ chứ bắt được. Cái này nhỏ bỏ đi mọi người. Mình bắt với con cỡ này nè. Này ốc ít nè. À, chỗ này. Đây. Quá wow, không? Wow. Ra gì đó mọi người. Này mình bắt ốc như là đi đang đi lặt mấy cái nấm của người ta vậy đó. Quá trời. Ốc gì đâu. Trời ơi, vô tới đây luôn rồi sao lấy. Bắt ra ngoài đi. Quá nhiều. Về răm bơ ăn tới luôn. Để mình coi kỹ coi. Đây nè nè. Quá trời nhiều luôn. Chà, khúc này quá trời luôn mọi người ơi. Cái đây này bên ơi, ốc bị ốc nhìn nó bên ơi. Rồi chỗ này cục đá quá trời luôn nè. Bên đây cái này bên đây cục đá này nhiều lắm bên. Đá này nhiều ghê. Đá này con bự mà, con bắt như là cả đàm nè. Tới đây bên đây. Đây lẹ đi con. Hết tay đựng rồi mọi người, giờ phải đưa. Này dưới đây nè. Đây. Mới bắt xíu mình ốc quá trời luôn. Quá trời ốc luôn. Không bắt bên đó đi, bên này nè. Nào quá trời luôn bên. Đá. Bắt cái nước giờ này nước cũng đang còn lớn nè. Ốc có ra nhiều ghê. Chỉ ốc nước đang còn lớn á. Ốc có ra rất là nhiều. Ở trong khe không lấy đây. Đây gắn lấy ra một đó. Rồi. Còn lấy cái xô coi. Ở ngoài đó có cái quên. Đây cầu ra đây nha. Ốc có nằm trong cái khe này nè. Khúc này ốc có bự không mọi người? Đây nè, ốc bự nè. Ý, trời ơi, hên. Rồi lấy được. À, khúc này nhiều nè. Ốc có nằm trong cái khe đá này nhiều luôn. À, con nó có bự không à? Đây nè trời, thấy không?
Ý Bin ơi, trời ơi, có con đá nè trời. Không có dĩa Bin ơi. Con cua lông mày ơi. Cua lông quá bự luôn. Cua lông nhiều lắm. Cua lông bự chứ. Chỗ này ốc bự không à trời. Cua này ốc bự không mọi người ơi. Ốc quá trời luôn. Ở bên, cua lông kìa. Này bên đây nè. Ôi không có gì đâm nó ở bên này. Không, lấy cái cày á. Ồ. Nhà thấy gì chưa? Nó đang bơi vô đó không? Đó, giờ này là nó đi vô hang lại nè cả nhà. À, bắt mày rồi. Rồi nó đang đi vô hang lại. Thấy không? Con ốc à, cái con ốc à, sông Kinh à, là cái con chúc á, để mình cho mọi người thấy mấy cái ốc á, rất ngon, sống quá trời sống luôn. Cua này ngon quá vậy? Này con gì bác? Không biết cháu mình vừa mới đâm được mấy con cua này mọi người thấy ngon không? Cua này ngon kia ha. Đổ đây đi Bin. Đổ đây đi bảo. Đổ vô đi, đổ chung không biết sao đâu. Nè đổ chung. Đây. Quá cháu luôn mọi người ơi. Wow, cái con này bự ghê ta. Con ốc sông Kinh này bự ghê ha. Mấy con chút bự. Để mình lặt con ốc này kìa. Quá trẻ ốc luôn. Bỏ vô. Quá nhiều ốc. Cả nhà ơi, mấy con cháu mình bắt ốc rất là nhiều luôn. À, bây giờ cả cháu mình sẽ đem nó về và ngâm nha mọi người. Ngâm cho sạch sẽ để cho nó ra mấy cái chất nhờn đi. Với lại mấy con... dùng sáng gì đó vậy đó mọi người, mình sẽ ngâm nó với nước gạo hay là nước muối gì đó để cho những cái khuẩn, ngâm trong vòng cỡ 1-2 tiếng là được rồi. Thôi về nha mọi người, đi về về đi, về nha, về mọi người, đi về mình vừa bắt được thêm một ít nữa mọi người, mình bắt thêm một ít nữa rồi mình có nghĩa là mình đã đi về rồi nhưng mà mình thấy bên đây quá nhiều luôn, cái mình quay lại mình bắt, mọi người thấy không? Này nhiều lắm mọi người, mình bắt được một ít nữa, quá trời luôn, bắt nhiều lắm mọi người. Đây cua đá bự hả? Quận hả? Rồi đem lên dặn lại đi. Đem nó cho con dí dặn lại, nó dặn được rồi. Nó bị lỏng á. Bị lỏng ốc á. Đây chắc mình chuyển qua cái chỗ khác để mình bắt quá. Cái này không có nhiêu. Cả nhà ơi, mình vừa mới bắt ốc xong rồi mọi người thấy không? Đây là thành quả của mấy cô cháu mình. Đó. Cả nhà đón thử cái này bao nhiêu ký? Mình đón này 10 kg đó nha. 10 kg á. Mình nghĩ này tầm 10 kg á mọi người. Quá trời ốc rồi. À, mình có lấy ra một hũ muối nè cả nhà. Đó, lại mình có lấy một chút nước mặn ở dưới biển á. Dưới biển. À, đem lên. Giờ mình sẽ đổ ốc vô đây ha, cho nó nhả ra. Cho tầm cỡ 1 đến 2 tiếng là mình cho thêm một chút muối để mà nó diệt mấy cái vi khuẩn ở trong mấy con ốc này nè. Đó, ốc bự không à. Nhà thấy không? Ốc toàn ốc to không phải không? Sau đó mình sẽ lấy cái rổ này nè, mình sẽ đẩy nó lại để không là nó chạy ra mà ốc này nó bò dữ đúng không? Dùng đổ ra đi. Quá nhiều luôn. Trời. Còn có mấy con. Lấy cái này. Thấy không? Quá trời ốc của mình. Có thêm cái con cua này nè, bắt thêm mấy cháo mình nó đâm thêm con cua này nữa. Mình sẽ ngâm nước mặn cho nó ra mấy chất bã nhờn nha mọi người.
bỏ thêm chút muối vô nữa là được rồi. Rồi sau sau đó mình đậy lên ha, đậy lại cho nó không có ra, cái ốc nó không chạy ra. À vậy đó. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đã lấy ốc ra nha, mọi người thấy không? Mình lấy ốc ra để mình rửa rồi, rửa cái thịt của nó luôn rồi. Rửa bây giờ sẽ làm thịt khỏe đi, rồi bắt đầu mình sẽ làm hai món nha mọi người. Làm là hai món để mà ăn nha. Tại ốc hơi quá nhiều mình chỉ làm bốn món thôi, vì ốc nhiều quá nên mình sẽ phân chia ra làm hai món. Thấy không? Ốc tươi tươi thôi còn ngon. Còn đây là cái đống là cái đống ghẹ đó mọi người, nhà thấy không? Đống cua đó. Cái đó chắc là luộc hoặc là có thể là ram chung nhau, ram bơ. Ok, mình đã rửa sạch sẽ nha mọi người. Giờ đem đi chế biến thôi. Rất là nhiều. Có tới 3 loại ốc. Đây là ốc ốc ngọt. Mấy đứa cháu mình hay gọi là ốc ngọt đó. Ốc này là rất là đầy đủ nha. Rất là nhiều loại ốc nha mọi người. Đây là cua với ghẹ. Rồi, vô chế biến thôi, vô chế biến. Cái đồ ốc của mình nè cả nhà. Tại vì này mua thì không có đâu. Chỗ nào điểm rẻ thì mình cũng không có. Cả nhà ơi, mình vừa mới trộn ốc xong á. Đó, mình trộn qua trộn lại để cho đều, thì ốc quá nhiều đi. Đó, bây giờ mình sẽ để cho nó nước sắc xuống nha, cho nước nó lắng xuống rồi bắt đầu cái mình sẽ đem ra để mà ăn nha mọi người. Ốc quá nhiều luôn rồi. Gán ăn chưa hết.
Rồi mọi người nha, mời cả nhà nha. Ôi ngon lắm mọi người. Thơm lắm mọi người. Quá trời thơm mọi người. Mời cả nhà, cả nhà. Trời ơi. Cái bơ vô béo béo. Ngon lắm cả nhà. Trời ơi, đã ghê kìa. Chào cả nhà nha, cả nhà ơi, xin vừa mới hoàn thành xong một cái món ốc rất là ngon và thơm, với lại mình làm món bơ. Nói chung là mình chỉ làm một món thôi, tại vì ốc này hơi nhiều nên mình làm một món bơ này để mình ăn thôi mọi người. Giờ mình cùng với cả nhà thưởng thức với mấy đứa cháu mình nha. Chịu nổi mọi người, thèm luôn. Mình lấy từ từ thôi. Có mấy con cua chưa cho vợ cậu nha. Tại vì nhiều khi vợ cậu làm cho mình ăn nè. Giờ có mấy con rồi. Giờ cậu lấy ăn trong rồi. Có gì không? Cậu đang tính vậy nè. Bữa nào mấy cô cháu mình mày coi ấy chân mình có cái lỗ không? Bỏ lỗ đi. Mày bỏ cái gì vậy? Lỗ làm mình nhỏ. Mà sẽ không có đồ gì đó. Mát đó. Anh Nguyên nhìn luôn. Đi đi không phải Nguyên nào. Với ăn rượu đắng rồi. Nằm chỗ này là chưa, có nghĩa là nó không hiểu con bơ nằm đây nè, đúng không? Bơ nằm trên cái con ốc luôn á, thấy không? Nó sáng sáng ra đâu, bóng ra đâu là bơ á, như là mình ăn luôn, mình nút luôn ngốc luôn, cái nào cũng ngon, đúng không? Bây giờ tôi nhảy xuống bơ ra đánh đồng lòng, bơ lên đi. Ơi, có con mạch rồi đấy kìa, bà đào á. Ốc này á, vậy kêu đi bơi. Ốc này á mình để, bơi đều. Để bao lâu nó cũng xong rồi, mọi người biết sao? Mình nấu ốc này nè. Ốc này của mình là bơ. Ốc này nó không có bao giờ thụt vô trong mọi người. À là ốc bơ. Nó nằm dịu hoài luôn nè, nó không bao giờ thụt vô trong nha. Nhìn thấy không? Nó không có thụt vô trong. Ốc sò bơ luôn. Ốc sò bơ là ốc sò bơ. Còn mấy cái loại ốc mà như thế này nè thì nó sẽ thụt tuốt trong nha. Cái này là ốc sò me. Đấy, hồi nãy ông Bình nói ông Bảo không ăn. Bảo nghĩ ăn. Nó bảo nó chơi với Nguyên đúng không? Nãy con với Nguyên ở nhà chơi đó. Vậy mà cậu nói Bình nói ra bắt lỡ mình Bình nói gì nói. Đâu hôm nay Bảo nghỉ chứ. Thằng này còn con tưởng đâu trở về quay không à. Con tưởng đâu trở về quay. Trở về quay á. Con nghe là 2 giờ rưỡi. Sao không quay vô đây nè. Tại vì mẹ còn hay ngủ. Nhưng nghĩ là ông bà ngủ giờ đó mới tới được. Thì cỡ này đi mấy con cháu quay lên rồi. Không? Này nè. Rồi em nói này dẫn á. Anh nói 3 giờ, anh nói 2 giờ, mấy giờ kêu. 2 giờ. Đây bây giờ. Thì con hạn chế ngồi trên xe ở đây đi. Trên xe tao tao không nói gì đâu. Con ngồi trên xe của người khác. Cả nhà nha, mời mọi người. Rất là ngon nha mọi người. Rồi, chua chua, thơm mùi bơ nữa, với lại thịt con ốc rất là ngọt. Rồi, cả nhà. Chào hả, chào hả, lộn cái lộn. Ăn được không? Ăn ốc được không? Chỉ năng hay bảo? Không biết ăn cậu ơi. Cháu mình nó không biết ăn cả nhà ơi. Cháu này nó mới gia nhập đội ngũ mình. Ông mà Nguyên nó không
ốc đây quá trời ngon luôn mọi người. Như là cái độ thịt của nó là dai dai, ngọt. Cộng thêm bơ với lại me, mình trộn chúng nhau, mình tạo nên một cái hương vị rất là đặc biệt, rất là ngon lắm mọi người. Mình biết là sẽ có một số người ít ăn cái món này lắm, và có một số người sẽ ăn. Tại vì ốc này thì mình nghĩ là chắc cũng có người biết ăn đó. Để cả nhà biết sao không? Tại vì cái loại ốc này là mình thấy là rất là... Cái chỗ mình là nó cứ như đây à. Cũng có loại bự nữa, mà loại bự thì phải ban đêm mới có. Nếu mà có dịp thì cả nhà cứ ra hòn đảo của mình, là đảo mình là đảo Nam Du á, thì cả nhà cứ ra đây thì cũng có loại ốc này thôi. Nhưng mà ở đây thì ốc này thì đi bắt thôi, chứ còn mà mua thì không có đâu. Mua thì nó hiếm lắm mọi người. Mua ít người bắt loại này lắm. Nhà thấy làm tiên cá không? Được cái họng này coi, ăn nhiều tới 3-4 cái gì trong họng chứ. Sợ ăn hết đó mọi người, nó ăn vô một đống vậy đó. Ngại nó ngại. Nhai nó rất đúng. Nhai luôn vỏ luôn. Một đống rồi nè, cả nhà thấy không? Đâu coi. Má. Ai đập gì? Cha. Đâu rồi đó. Mở bắt nguyên áo luôn. Nó em không bắt. Một áo nè, đừng nói ký nữa. Cái là một lạng á. Nó như mấy giờ ta? Một lạng là mấy ký ta? 4 giờ. Ủa kìa, một lạng là nhiêu ốc đây? Cắn lên thử coi. 100 gram chắc này. Chắc con ốc này 50 gram à. 100 con ký không? 100 con ký. Tầm hơn á. Nó ăn dụng như đó. Rồi thôi, cả nhà ơi, mình xin tạm dừng cái video tại mình tại đây nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nữa để ngưng lại. Để mà mình tập trung mình ăn nha mọi người, chứ ăn dữ quá, rồi là không kịp. Thôi, cả nhà nhớ đăng ký, subscribe, chia sẻ mạnh vô cho kênh của Sinh càng ngày càng phát triển mạnh nha. Để mình có thêm những cái động lực phát triển hay hơn. Để mình đi quay những cái món rất là nhiều. Tại ở hòn này, ở hòn của mình đó, rất là có nhiều cảnh còn chưa quay hết mọi người, rất là nhiều lắm. Vậy nha cả nhà, bye bye nha. Hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha, bye bye.